lên lớp 1 làm sao theo kịp các bạn được. Những mẹ nào có con miếng ăn mới hiểu được, mỗi lần đến bữa cơm cho con ăn là mệt mỏi kinh khủng. Chính vì không chịu ăn nên có lớn được đâu, mãi chẳng tăng cân lại còn hay ốm nữa. Mình từng cho con đi khám rất nhiều nơi, lấy rất nhiều thuốc bổ nhưng mà con vẫn còi. Cho dù có khám dinh dưỡng ở bất cứ đâu thì bác sĩ cũng luôn dặn là về phải uống sữa này, ăn nhiều và ăn đủ chất mới lớn được và khỏe được chứ. Đấy, ăn thì chỉ có ăn cơm không thôi mọi người ạ, có ăn rau đâu. Chính vì con miếng ăn nên không thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể được, mà chỉ uống sữa không cũng không thể đủ các chất có trong các thực phẩm khác được. Nên là gần đây mình đang cho con uống thêm súp sữa dinh dưỡng sau mỗi hôm mà con ăn ít. Đây là súp sữa dinh dưỡng khoa học Oric Meal, gọi là súp sữa vì nó là sự kết hợp giữa sữa và 5 nhóm thực phẩm lành mạnh, bao gồm đạm hoàn chỉnh, ngũ cốc nguyên hạt, dầu thực vật, rau củ và trái cây, cung cấp dinh dưỡng tương đương một bữa ăn đấy các mẹ ạ. Nhiều hôm bạn còi nhà mình ngại ăn sáng thì uống một hộp là đủ chất rồi. Súp sữa được áp dụng công nghệ thủy phân tiên tiến độc quyền, chia các dưỡng chất thành kích thước siêu nhỏ nên là dễ hấp thu và con uống cũng tiêu hóa tốt nữa, nên các mẹ hoàn toàn yên tâm nhá. Dạo này còi nhà mình nghỉ hè một đợt xong đi học lại là các cô và mọi người ai cũng khen trộm vía hơn hẳn, mà bạn ấy cũng tăng được gần 2kg rồi đấy, cao lên nhiều hơn, ít ốm vặt nữa. May mà nhờ có súp sữa dinh dưỡng Oric Meal này đấy. Mẹ nào có con biếng ăn thì mua cho con dùng hàng ngày cho đủ chất nhá. Vị dâu thơm mát lắm nên là bé nào cũng thích ấy. Chỉ mong con khỏe mạnh, phát triển toàn diện là mẹ mừng, chứ lúc nào cũng bị chê còi rồi là ốm yếu suốt thì mẹ áp lực lắm.